chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, con cũng được nhiều ơn, nhưng con xin kể hai ơn. Hôm nay cha con mất tiếng. Thưa cha, hôm con nuôi và con thì có biếu cổ của con thì cũng có lâu rồi, nhưng mà không con cũng không biết được. Hôm mấy sưng lên to quá, con đi khám bệnh. Thì thứ hai thì bác sĩ bảo đến thứ năm mới lấy được kết quả. Nhưng thứ năm con đi lấy kết quả thì bác sĩ bảo là phải nhập viện để mổ. Nên là con cũng bảo vậy thì tôi ra phải hỏi cháu ra. Con ra hỏi cháu, cháu nó bảo thôi cho mẹ con về để mẹ con tham dự lễ nội gian xong đã. Xong rồi con với ở đây thì con mới đi nhập viện có được không, có phải khám lại không. Thì bác sĩ bảo là không, cứ cầm bệnh án này đến là không phải khám lại. Thì con đi lên thứ sáu, con lên nòng chuối thương xót. Thì con cũng nên, thì cháu mới chủ xe, thuê xe ôm chở đến đây, thì có mình con ngoài bác con mới vô. Thì con đang ngồi thì cháu râu ở Đồng Nai điện lên, mẹ ơi mẹ đang ở đâu? Con ấy bảo là mẹ đang ở giáo điểm Tin Mừng con à. Thì con bảo con râu, con ấy bảo là con mẹ ơi con vay được có mỗi 5 triệu thì con phải để lại 1 triệu con giả có ngân hàng. Còn thì 4 triệu thì mẹ đưa cho cô mẹ nhá. Thì con bảo và nóng lòng con thấy con cái con không có thì con thầm thì con xin Chúa ơi Chúa chữa cho con, chứ bác sĩ mà chữa con thì con cái con chỉ đứa có đứa không. Thì con ở đến thứ bảy, con bảo con ở đến Chúa Nhật, thì sáng Chúa Nhật con về thứ hai các cháu cho con đi thì không có nữa sáng. Thì con ra con lại bắt taxi nên chở con về. Thì đến thứ hai con đi khám thì đến phòng nhập viện ấy thì bác sĩ bảo là biếu gà có to bao nhiêu đâu, thì cho các bác sĩ cứ nhìn bệnh án, bác sĩ cười. Thì bác sĩ dạy cho con là 8 tuần nữa thì con đến là qua năm, là hết ơn thứ nhất, ơn thứ hai. Rồi, hallelujah. Rồi, tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cuốn sách Con đường tín thác. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời con. Rồi.